Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Use. Thì trong cái số DeFi Use lần này, mình sẽ làm nó hơi khác biệt một xíu. Mình không đi vào review thao tác trực tiếp của một sản phẩm cố định nào cả. Thay vào đó, mình sẽ làm một cái clip tổng quan về việc farming để giúp anh em nào quan tâm đến cái kỹ thuật này có thể trước khi nghĩ đến việc kiếm được lợi nhuận thì có thể bảo vệ được vốn của mình khỏi những cái thiệt hại không đáng có. Thì ok, chắc là chúng ta sẽ bắt đầu sau intro ha. Ok, thì trước khi đi vào cái kỹ thuật và một vài cái mẹo nhỏ thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem farming nó là gì. Thì farming về bản chất nó là một cái hoạt động để thu hút người ta cung cấp thanh khoản cho các cái pool này. Thì khi mà các cái pool này nó có thanh khoản thì người dùng có thể trực tiếp đến đây và giao dịch, không cần phải thông qua một cái bên thứ ba nào để quản trị. Thì mình đã làm một vài cái video liên quan đến hướng dẫn farming rồi. Thì trong cái video lần này mình sẽ không đi vào những cái thao tác ha. Thì mình sẽ đi vào những cái điểm mà anh em cần chú ý khi anh em tham gia farming. Rồi đây là cái giao diện của bên Kswap ha. Đây là cái giao diện của bên Kswap. Thì anh em sẽ thấy nè, chúng ta sẽ đi vào mục đầu tiên, đó là phân loại các loại pool. Thì đầu tiên á, cá nhân mình sẽ phân loại theo cái cặp token nha. Thì đây là cái pool dạng có hai token. Thì trên thị trường nó có một vài cái biến thể như là Balancer thì nó có tận 4 cái token trong pool. Như là trong phạm vi của clip này thì mình sẽ chỉ đi qua cái dạng pool là hai token. Thì anh em sẽ thấy ở đây nè, chúng ta sẽ có cái pool này là pool Cake và BNB, tức là nó là pool dạng crypto và crypto, hai cái đồng nó sẽ biến động với nhau. Cái pool tiếp theo là pool crypto và stablecoin, tức là một cái đồng nó biến động và một cái đồng nó ổn định, đó là cái đồng BUSD này nè. Và mình sẽ kéo xuống dưới, mình sẽ thấy được là nó sẽ có thêm một cái dạng pool nữa là pool stablecoin. Đây là ví dụ của các cái pool stablecoin. Thì đây là hai cái đồng nó ổn định với nhau. Thì về mặt lãi suất á, khi đi farm anh em cần để ý là anh em thấy là các cái pool mà về mặt lãi suất á, thì anh em thấy là các cái pool nó có sự chênh lệch. Ví dụ như stablecoin thì lãi suất nó chỉ đâu đó tầm khoảng 8-10% thôi, trong khi các cái pool ở trên này chúng ta thấy đây thì lãi suất nó cao hơn. Thì vì Cake nó là một cái sản phẩm nó đã ra đời từ lâu rồi và nó thu hút được một cái lượng người dùng tin tưởng, cho nên cái lãi suất này nó sẽ giảm dần theo thời gian. Cái lãi suất này nó càng thấp thì chứng tỏ là càng nhiều người họ đang bỏ tiền vào farm các cái sản phẩm này. Nên là anh em khi mà đi farm á sẽ thấy là lãi suất ban đầu nó rất là to, rất là khủng, thì cũng cần phải nghiên cứu kỹ các cái pool nó có cái lãi suất to như vậy ha. Rồi thì cái đó là cách chia pool theo kiểu token. Rồi có một cái cách mình chia pool theo kiểu dòng tiền, mình tạm gọi nó là dòng tiền. Thì anh em sẽ thấy nè, ở bên cái pool này mình tạm gọi là pool pool 2 ha, pool số 2, tức là cái pool mà nó yêu cầu anh em cần phải bỏ cái token của dự án vào. Và cái pool dạng như thế này thì mình gọi là pool 1, tức là những cái pool mà người dùng có thể dùng các cái token khác đã ổn định hơn rồi thì có thể farm ra cái đồng native token của dự án. Thì trong trường hợp của K, cái đồng native token đó là K nè. Thì khi mà anh em đi farm á thì anh em cần chú ý đó là nên ưu tiên các pool dạng 1, các cái pool mà không có native token ha. Bởi vì sao? Bởi vì những cái pool mà có cái token của dự án á, rất là nhiều khả năng là anh em sẽ bị dump cái giá token đó. Và khi mà anh em farm ở trong cái pool này nè thì anh em sẽ là người chịu thiệt hại. Thì đó là hai cái cách mà mình chia loại pool. Đầu tiên là các
Đầu tiên là các cái loại token ở trong pool ha, là mình sẽ có 3 dạng. Rồi còn cái chia theo dòng tiền thì mình sẽ có hai dạng là pool 1 và pool 2. Pool 1 là những cái token nó thu hút dòng tiền từ các cái token bên ngoài, và pool 2 là cái pool mà nó neo lại và nó có một cái đồng tiền của dự án. Thì đó là sơ nét về cái chia dạng pool. Ok, thì trong cái phần trước mình đã chia sẻ một cái mẹo để anh em có thể đi farm nó an toàn với cái cách chia pool là pool 1 và pool 2. Thì bây giờ trong cái phần này mình sẽ dành để nói qua về cái chiến lược khi đi farm với các cái cặp crypto stablecoin và stablecoin ha. Thì trước khi biết được là mình nên có cái chiến lược nào thì anh em cần nghiên cứu cái mô hình này. Cái mô hình này là cái mô hình ít nhân y bằng k, tức là nó là cái cách mà cái pool nó hoạt động. Thì nó hơi dài dòng một xíu, tuy nhiên là anh em hình dung là nếu như mà có một người họ làm cái giá token nó biến động á, thì về bản chất trong pool cái token, ví dụ như trong cái ví dụ này đi, thì trong cái ví dụ này đi, cái người này họ đang bỏ cái token A vào và họ lấy cái token B ra, thì cái token A ở trong cái pool này nó bắt đầu nó sẽ tăng lên. Đây, đây là cái thanh lượng token A nè, và cái token B trong cái pool này nó sẽ giảm xuống. Thì khi khi mà anh em hiểu nôm na là khi mà anh em cung cấp thanh khoản ở cái vị trí ban đầu, mà anh em rút cái thanh khoản ra ở vị trí cái tỷ giá giữa đồng A và đồng B nó đã có thay đổi á, thì anh em sẽ gặp một cái thiệt hại là thiệt hại về impermanent loss. Thì cái này nó phát sinh là vì cái lượng token ở trong pool nó đã biến đổi. Thì làm sao để tránh được cái impermanent loss này, thì mình đã có một cái bài giới thiệu, một cái bài nói về cái thiệt hại rủi ro khi mà anh em có thể gặp khi mà đi cung cấp thanh khoản. Mình sẽ để dưới description luôn. Còn để mà tính toán nhanh đối với các cái pool đó, thì anh em sẽ rút ra một cái quy luật, đó là làm sao để khi mà mình cung cấp thanh khoản vào và lúc mình rút cái thanh khoản ra, cái tỷ giá nó vẫn y chang như cái lúc mà mình nạp thanh khoản vào lúc ban đầu. Cái lúc mà mình rút ra ở cái new position này, làm sao để cho cái chấm này nó sát với cái chấm old position nhất, thì anh em sẽ rút ra và bảo toàn được cái lượng token của mình một cách nó nguyên vẹn. Rồi, thì cái đó là một cái quy tắc nó hơi ước lượng thôi ha. Thì tất nhiên là vẫn có sai số, nhưng mà nó sẽ giúp anh em giảm thiểu được rất là nhiều cái rủi ro khi cung cấp thanh khoản. Rồi dựa trên cái nguyên tắc này á, thì chúng ta sẽ đến một cái suy luận là nên farm cái pool nào. Ví dụ như cái pool crypto đi, thì khi nào nên farm cái pool này? Khi mà thị trường nó đang lên thì hai cái đồng crypto này nó sẽ đều tăng, và nha, thì hai cái đồng này nó tăng làm sao mà nó song song nhau để nó giữ được cái tỷ giá, để khi anh em rút ra nó về đúng cái chấm ban đầu này nè, thì anh em sẽ bảo toàn được cái lượng token. Rồi ngược lại ha, khi mà thị trường nó đang sideways, thì anh em nên nên chơi cái cặp này, cặp stable và crypto. Thì vì sao? Vì cái tỷ giá nó không đổi mà. Thì lúc anh em nạp position vào và khi anh em rút cái position ra, thì cái tỷ giá nó vẫn vậy và cái lượng token nó vẫn hao hao như cái lúc mà anh em mới vào ban đầu. Thì nó sẽ giúp đảm bảo cho cái impermanent loss, cái thiệt hại vì 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 cái độ chênh lệch đó. Rồi còn cái bull stablecoin thì sao? Cái bull stablecoin thì anh em chơi lúc nào cũng được hết. Tuy nhiên á, là nó sẽ không tối ưu hóa được lợi nhuận trong cái trường hợp uptrend thôi. Thay vì người ta đang cầm token thì mình đang cầm stablecoin, thì tất nhiên mình sẽ không ăn được cái sóng đó. Thì cái đó là cái đánh đổi mình phải chấp nhận khi chơi cái bull stablecoin. Một cái mẹo nhỏ để anh em chơi cái bull stablecoin á, thì anh em có thể tìm những cái sản phẩm mới ra. Thì mấy cái sản phẩm mới ra stablecoin nhiều khi cái lãi suất nó lên tới 500-600% một năm là chuyện bình thường. Thì mình có thể cân nhắc mình rải một ít stablecoin vào đó và mình grow cái lượng stablecoin của mình lên. Thì
nó sẽ giúp anh em tôi ưu vốn rất nhiều, thay vì là chỉ để stablecoin nằm không một chỗ. Thì những cái kèo đó thì anh em sẽ phải liên tục theo dõi thôi. Thì có một cái sản phẩm nào mới ra thì anh em sẽ phải theo dõi làm sao để mình bắt được cái cơ hội và mình farm sớm thì mình sẽ ra được cái token reward. Cái token reward sẽ thường là những cái token của dự án ha. Đó cũng lý giải một phần vì sao mà mình khuyên anh em là không nên chơi cái pool số 2 này, cái pool mà có cái token của dự án, bởi vì các cái pool số 1 này nè, họ farm bằng cái dòng tiền ở bên ngoài, những cái đồng tiền khác, và họ lấy cái reward là reward dưới cái dạng là token dự án, và khi mà họ đâm để họ lấy lợi nhuận á thì cái giá bên này nó sẽ giảm. Mà cái giá bên này nó sẽ giảm thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái cơ chế này. Thì anh em vừa vừa chịu thiệt hại bởi cái giá giảm mà anh em còn vừa chịu thiệt hại bởi cái impermanent loss, cái biến động về lượng 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 token nữa. Thì đó là những cái điều anh em cần lưu ý khi tham gia. À, có thêm một cái lưu ý nhỏ cho anh em nào tham gia cái stablecoin ở trên các cái sản phẩm mới á, thì anh em đừng nghĩ là farm stablecoin thì sẽ không gặp rủi ro nha. Thì farm trên sản phẩm mới, đầu tiên thì anh em sẽ phải đọc qua cái sản phẩm đó đã, nó có bị rủi ro gì không, nó có rug pull hay không, chứ đừng có thấy cái lãi suất cao, chỉ cần dép stablecoin vào là ăn được cái reward thì chúng ta dép liền là không. Cần đọc sơ qua xem coi là nó được đề cập như thế nào trên Twitter, mọi người có cảnh báo scam hay không, thì cái này là cái mà anh em cần research trước. Rồi, cái điều thứ hai khi mà farm stablecoin trên các cái sản phẩm mới á, thì anh em cần chú ý cái slippage, bởi vì các cái stablecoin này khi mà anh em swap á thì đôi khi nó sẽ gặp một vài cái trượt giá, đôi khi nó lên tới 50%. Thì anh em cũng tính toán dựa trên cái lãi suất APR, làm sao để tính toán được là một ngày mình sẽ lãi ra được thêm bao nhiêu, thì sau bao nhiêu ngày mình sẽ huề được cái dòng vốn, mình huề được cái slippage đó. Chứ không phải là cứ thấy cái stablecoin này nó mới mới xong swap. Thường thì các cái pool mà có lãi suất cao cho stablecoin đó thì nó sẽ yêu cầu các cái dòng stablecoin nó mới, các cái synthetic đó, synthetic stablecoin. Thì rồi cũng cũng nói luôn là mình có làm một cái podcast về cái synthetic stablecoin này, thì cũng sẽ để ở đâu đó ở trên cái clip này, thì anh em có thể quan tâm thì tìm hiểu cơ chế của nó. Rồi, đó là hai cái chú thích khi mà anh em tham gia farm bằng stablecoin trên các sản phẩm mới. Dù lãi nó rất to nhưng mà anh em cũng cần phải để ý những cái điều này để làm sao mình tránh được cái thiệt hại về vốn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái biến thể của farming, đó là leverage farming, tức là farming đòn bẩy. Thì anh em thấy về cơ bản cái farming đòn bẩy này nó cũng sẽ có những cái pool y chang như bên farming truyền thống thôi, cũng sẽ có crypto crypto này đây và crypto stablecoin. Riêng cái pool stablecoin á, thì mình thấy khá ít các cái dự án họ cũng có cái pool đó. Thì vì sao? Thì cá nhân mình nghĩ là do cái cơ chế vay đòn bẩy á, thì nếu mà làm cái pool stablecoin á, thì bên dự án sẽ không thu lại được nhiều mà còn chịu rủi ro về cái biến động. Thì mình nghĩ là rất là ít các cái dự án farming đòn bẩy họ cung cấp cái pool stablecoin. Rồi, thì nói hơi sâu xa nhưng mà mình sẽ đi vào cái cơ chế của farming đòn bẩy ha. Thì anh em thấy ở cái chỗ đòn bẩy này nè, mình có thể tùy chỉnh. Ví dụ như đây là 2.52 thì nó có nghĩa là gì? Ví dụ như bạn cung cấp vào một phần, thay vì bạn cung cấp vào một phần vốn như bên này, thì bây giờ bạn cung cấp một phần đó và bạn vay thêm một phần thì bạn sẽ có được hai phần. Thì cái ý nghĩa của cái đòn bẩy này nó là như vậy. Ví dụ như bạn bỏ 100 đô, bạn 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 chơi cái farming đòn bẩy này và chỉnh cái x2 lên, thì cái tổng size, cái volume của cái lệnh của bạn nó sẽ là 200 đô. Và điều này nó giúp gì? Điều này nó giúp cái lợi nhuận của bạn nó tăng lên nè. Đây là cái APR, tức là cái lãi lãi đơn theo năm thôi nha. Thì đây, khi mà mình chỉnh cái đòn bẩy lên nè,
anh em sẽ thấy nó có biến động. Và biến động này nó đây đây, nếu mà để một này thì nó chỉ là 146 thôi, nhân 2 lên thì nó là 292, và cái này là ABR ha. Còn ABI là cái lãi kép, thì khi mà ra reward á, thì cái bull này nó sẽ tự bán cái reward và nó tái đầu tư vào trong cái vị thế của bạn, thì nó mới sinh ra được cái lãi kép này. Rồi, một cái điểm anh em cần chú ý trong những cái farming này ha. Đây, lãi yield farming nè, lãi phi nè, tức là cái phí mà anh em hưởng khi mà cung cấp thanh khoản á. Tulip Reward thì bây giờ họ kết thúc cái chương trình này rồi, nên là mình sẽ không hưởng thêm được reward từ Tulip. Rồi, bây giờ cái borrowing interest này là gì? Thì hiểu, hiểu nôm na anh em sẽ phải trả cái lãi vay. Thay vì nếu mà ít một á, thì anh em không phải trả gì hết, tại vì anh em không vay thêm một cái gì hết. Còn bây giờ farm cái vị thế nó 200 đô đi, thì anh em sẽ phải vay thêm 200, vay thêm 100 đô cộng với lại một cái trăm, một 100 đô gốc ban đầu. Rồi, còn cái này á là nó sẽ cho anh em một cái option để làm sao để mình chọn, để mình trả cái phí. Thì mình sẽ đi sâu vào trong cái việc là làm sao để chọn đúng cái phí, cái đồng để trả phí ha. Thì ok, anh em có thể thấy là ở đây USDC thì sẽ trả cái lãi nó thấp hơn, và OK là cái đồng mà cần phải trả lãi nhiều hơn. Thì cái này là cũng là một cái điều mà anh em cần lưu ý khi mà tham gia farming đòn bẩy ha. Thì bây giờ để làm sao để farm đòn bẩy có lợi nhuận lớn nhưng mà giảm thiểu được rủi ro, thì cái câu hỏi này mình nghĩ nó cũng khá là khó để trả lời. Đơn giản vì cái bất cứ cái sản phẩm nào mà nó gắn đòn bẩy vào rồi thì rủi ro thanh lý nó là rất là cao anh em ha. Thì cái này là cái xác nhận đầu tiên mà anh em cần phải lưu ý trước khi đưa ra quyết định tham gia farm đòn bẩy. Cái điều thứ hai á là mình có, theo quan sát cá nhân của mình thì mình có đề xuất một cái cách chơi nó giảm thiểu được rủi ro, tuy nhiên là vẫn sẽ có nha, và mình không coi đây là một cái lời khuyên đầu tư, đơn giản chỉ là một cái góc nhìn, những cái quan sát của mình, thì anh em cũng nên cân nhắc. Rồi, thì cái chiến lược này á, nó yêu cầu hội tụ rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên nè, thì mình sẽ chọn cái bull là bull crypto và stablecoin, và chỉ farm nha, chỉ farm khi downtrend thôi, tức là chỉ farm khi cái cặp này nó downtrend. Và ban đầu chỉ deposit, các bạn chọn cái tài sản để deposit vào làm tài sản thế chấp á, sẽ bằng USDC, bằng cái stablecoin, và các bạn vay thêm bằng cái đồng OK. Thì tại sao lại như vậy? Thì khi mà cái đồng OK này nó giảm giá thì cái khoản vay của bạn nó sẽ giảm xuống, và cái khoản vay của bạn nó sẽ giảm xuống, và cái khoảng cách từ cái vị thế của bạn đến cái điểm thanh lý cái vị thế nó sẽ giảm, nó sẽ dài ra và bạn sẽ khó bị thanh lý hơn. Còn nếu mà bạn farm, bạn deposit bằng stablecoin vào mà bạn farm trong cái xu hướng uptrend đó, thì cái khoản vay của bạn, tại vì bạn deposit bằng stablecoin thì nền tảng nó sẽ tự vay cho bạn cái phần còn thiếu là cái phần OK đi, thì cái khoản vay của bạn nó sẽ phình lên, và từ đó nó làm tăng cái đòn bẩy nợ của bạn lên, thì cái đó nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái vị thế của bạn. Rồi, cái đó là hai cái yếu tố rồi nha, một là phải downtrend và hai là phải deposit bằng cái stablecoin chứ không có deposit bằng cái đồng crypto, để dễ theo dõi á, để anh em dễ theo dõi. Rồi, cái yếu tố thứ ba là chọn trả phí bằng cái nào. Thì trong cái case này, cái case OK và USDC này thì nó chưa thỏa mãn nha. Thì bình thường mình sẽ suggest là trả phí bằng cái đồng crypto luôn. Vì khi mà cái đồng nó đang giảm giá thì cái lãi suất nó sẽ, cái khoản phí anh em phải trả nó sẽ thấp lại. Và cái thường á thì mình thấy là cái đồng crypto á, cái phí trả nó sẽ thấp hơn cái phí của stablecoin, nhưng trong cái trường hợp này thì nó cao hơn, thì nó chưa thỏa mãn được cái điều kiện ở trong cái chiến lược chơi. Thì thì đôi khi nó cần phải thỏa mãn đầy đủ ba yếu tố thì anh em
thực hiện cái chiến thuật này nó mới an toàn được. Tại sao mình dùng trả phí bằng cái OK? Thì như mình nói ban đầu á, mình deposit bằng USDC đúng không? Nếu mà bạn chọn trả phí bằng USDC á, thì mỗi ngày nó sẽ cấn vào cái cục collateral của bạn, tức là cục tài sản thế chấp, và mỗi ngày nó cứ trừ trừ dần á, thì cái khoản đòn bẩy của bạn nó sẽ bắt đầu nó càng cao lên, và rủi ro thanh lý nó sẽ càng cao. Còn nếu như mà bạn đã chọn farm OK vào trong cái xu hướng mà nó downtrend rồi, thì cái lượng phí nó liên tục nó giảm 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 và nó giảm thiểu được cái rủi ro cho bạn rất là nhiều, đồng thời nó giúp bạn tối ưu hóa được cái lợi nhuận nữa. Thì đó là một cái chiến lược mình suggest khi tham gia cái leverage farming này, cái farm đòn bẩy. Thì cũng như những cái ý chính hồi nãy thôi, thì mình sẽ để một cái bài viết giải thích chi tiết ở dưới để anh em có thể hình dung được cái cách này nó vận hành. Chứ nếu mà nói sơ trong một cái clip đó, thì rất là khó để có thể giải thích được hết được các cái chi tiết. Thì ok, hy vọng là cái clip hướng dẫn hôm nay nó sẽ hữu ích cho anh em. Nếu anh em thấy video này mang lại nhiều giá trị thì hãy để lại một like và một subscribe cho kênh YouTube của Cơ Số 8. Còn mình là Nguyên, hẹn gặp lại anh em ở những tập DeFi News tiếp theo.